Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng Thư Đại Nhân. Biến, của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng Thư Đại Nhân, Biến, Tô Áng. mươi 46, A Đào và Tiên Nữ. Liên dụ nhìn cái tên chỉ trực lao tới người của mình thì rất phiền lòng. Nhưng nếu đã đến đây, dù sao cũng phải ở lại ăn một bữa cơm đã còn áo quần trên người hắn nữa không biết làm gì mà rách tươm nát bét như vậy cũng thiệt thòi cho hắn vì phải mặc lên người nên dặn bì bì đưa tứ hậu vương ra và bạch chi huyện đến lưu hương các đổi y phục đi hắn sợ trên người họ có giận quá đương nhiên lưu lăng không quan tâm chuyện thay quần áo hắn chỉ một lòng một dạ nhìn chằm chằm phương uyển chi cô nương này thật đẹp quá ở kinh thành đốt đèn lồng chưa chắc tìm ra người có tư sắc như vậy càng nhìn càng si càng xem càng thích. Bạch Yến Trầm cũng nhìn, nhưng là nhìn trộm, không dám quang minh chính đại như Lưu Lăng. Liên đại nhân im lặng nhìn bọn họ, rồi không biến sắc kéo Phương Uyển Chi vào lòng, chặn ánh mắt của Lưu Lăng. Trong tay áo rút ra một cây trường tiên màu bạc vụt trước tầm mắt của Bạch Yến Trầm, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, nghe tiếng gió cũng thấy có bảy phần ác liệt. Hắn cả lơ phất phơ hỏi Bạch Yến Trầm, đẹp không? Bạch Yến Trầm suýt bị hù chết run rẩy nửa ngày mới phản ứng được, theo bản năng trả lời. Vâng, đẹp. Liên đại nhân thu cây trường tiên lại, nhìn hắn cười tươi tắn, tư thái hết sức ôn hòa, ôn hòa làm cho người ta càng thêm khiếp sợ. Hắn nói với Bạch Yến Trầm. Đẹp cũng không được nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt người ta. Bạch Yến Trầm sợ đến cứng cả người. lưu lăng hết sức thức thời xoay người lại đi ra ngoài, trong miệng còn la hét, bì bì, mau đưa bản vương đi thay quần áo, bộ này phải thay, phải thay nhanh. Bước chân gần như muốn chạy. Lưu Đại Ngốc hiểu, Liên Dụ đang muốn nhắm vào Bạch Yến Trầm để chỉ mặt hắn, đâu phải muốn móc mắt Bạch Yến Trầm, mà là muốn móc mắt hắn. Trong lòng hắn thấy người này hết sức hẹp hòi, nhưng hắn cũng không dám nhìn tiếp nữa, sợ tên kia móc mắt mình thật. Toàn bộ quan triều đại yển đều biết liên dụ vô liêm sỉ thế nào, ai chỉ trích hắn thì bị đánh, Lưu Lăng cũng đã từng chứng kiến, cho nên mới không dám chọc giận người kia. Có đôi khi Lưu Lăng nghĩ liên dụ và vị lão ra ở đất phong kia, hai người đều không phải là người kiên nhẫn, quy củ, không có dáng vẻ quan lớn, cũng không giống người đọc sách. Người đọc sách sẽ không đánh người, quan lớn sẽ điềm tĩnh, liên dụ đâu có biết hai thứ này là cái gì đâu. Sau khi dùng cơm trưa xong, Lưu Lăng ăn mà không biết ngon. Bởi vì hắn lại nhìn thấy A Đào, vừa mới gặp tiên nữ xinh đẹp, giờ cô nương ấy lại mất tung mất ảnh, hắn chỉ đi đổi y phục thôi mà mỹ nhân đã không thấy tâm hơi. gắp một miếng thịt, lưu lam nhìn a đào một cái, lại nhìn thêm một vòng, hắn cảm giác a đào và tiên nữ tư thái rất giống nhau, nhưng còn khuôn mặt. lưu lại để đũa xuống hỏi a đào, sao vị tiểu mỹ nhân kia không ra ăn cơm? quá trưa rồi. nói xong lại người một lát, giả ngây giả dại nhìn liên dụ giải thích. cái kia. Bản Vương sợ gia nhân đói bụng thôi, không có ý gì hết a. À? Liên dụ làm như không nghe thấy, mắt lướt qua nhìn Vương thủ tài đang bò bò bên cửa sổ. Con mèo này đang nhìn mâm cơm đến ngẩn người, ánh mắt đầy oán niệm. Cả khuôn mặt đã béo sệ như một vòng tròn lớn, móng vuốt không ngừng leo lên cửa sổ, không dám tạo tiếng động quá lớn, đôi mắt híp thành một đường, như muốn trừng Phương Uyển Chi mà không dám, lâu lâu lại liếc háy một cái. Thời gian gần đây Vương Thủ Tài quá mập, mập tới mức cửa phải mở rộng nó mới đi lọt. Hai ngày trước đi chơi về mắc lại nơi khe cửa, chắc là thấy mình xấu hổ quá, không dám gọi, đến ngày hôm sau Liên Dụ tỉnh mới mang nó xuống được. Từ đó về sau, Vương Thủ Tài liền bị lệnh cưỡng chế không được xuất hiện lúc ăn trưa, vì vậy tên này cứ nhìn thấy thịt là muốn xông tới gặm, nhưng mà không thể bỏ xuống, nó chỉ có thể ôm lấy thanh cửa nằm bất động. Liên Dụ nhìn thấy bộ dáng kia đáng thương quá gắp một miếng thịt nạc và ít cơm trắng đi rút cho nó. Lưu Lăng vừa nhìn thấy Liên Dụ đi ra ngoài, lập tức chuyển đến bên cạnh A Đào hỏi. Hắn cũng không dám mồi gần quá, thứ nhất, A Đào là người của Liên Dụ, thứ hai là do A Đào quá xấu. Lưu Lăng thực lòng không muốn thừa nhận mình nông cạn, nhưng mà nguyên nhân thứ hai mới là chủ yếu. Cố gắng không nhìn mặt người kia, hắn hỏi A Đào, tiên nữ đó có quan hệ thế nào với Liên Dụ vậy? chúng ta tới đây đã lâu, tại sao không thấy nàng ấy đâu? Phương đại cô nương vùi đầu múc cơm, lộ hơn phân nửa khối bất trên mặt, vừa gắp thịt kho tàu nhai nhai vừa nhíu lông mày nói. Tiên nữ à, ai biết là từ ngọn núi nào nhảy xuống đâu? Chúng ta vừa đến hoa quả thôn đã thấy nàng rồi, nhưng mà không hay xuất hiện, không biết có phải quỷ không? Liều lăng thấy tương ăn của A đào cực kỳ thiếu lễ độ, cộng thêm vết bất trên mặt càng cho thấy sự thô tục, Tự Dưng lại nói tiên nữ là quỷ, hắn cũng mất hứng. Cái gì mà không biết từ ngọn núi nào nhảy xuống chứ? Hoa Quả thôn thì có bao nhiêu ngọn núi lớn nhỏ bên ngoài, hỏi cô mà cô lại trả lời thế đấy. Cô đừng có ăn nữa. A à, Đào không nghe khuyên bảo, tiếp tục ăn. Lưu Lăng bực mình nửa ngày, nhưng rồi lại dần dần hiểu ra. Hắn nghĩ, nhất định là A à Đào không thích tiên nữ. Bởi vì tiên nữ đẹp như vậy, liên dụ và nàng lại thân thiết, làm gì có nữ nhân nào lại không ăn dấm chua đây. Có khi còn muốn giết chết người ta nữa ấy chứ. Nghĩ như vậy, trong lòng Lưu Lăng không khỏi suy đoán. A à Đào không thích nàng, hắn thì thích a. À. Hắn có thể giúp a à Đào loại bỏ nàng ta, sau đó. Lưu Lăng cười hì hì đầy bị ổi, rất muốn hỏi a à Đào tiên nữ đang ở núi nào. Phương Uyển Chi vừa nghe hắn mở miệng đã biết là có ý gì, không đợi hắn nói đã nhăn mặt gắt nữ nhân đẹp thì có ích lợi gì chứ cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh lúc tuổi xế chiều lão nương của nô tỳ lúc đầu cũng là mỹ nhân cuối cùng không phải cũng nương nhờ cửa phật à nam nhân luôn có mới nơi cũ giống như nô tỳ mà nói muốn nhìn người thì phải nhìn tính tình nhân phẩm bởi vì chỉ có hai thứ này mới có thể sánh cùng năm tháng như đại nhân nhà chúng ta mới tốt liêu lăng nghe a à đào nói mấy lời nho nhã như vậy ngẫm nghĩ một hồi thì thấy không hợp lý Hắn nhìn cái bớt đỏ trên mặt nàng, đập bàn nói, cô mà còn biết năm tháng trôi qua, lúc tuổi xế chiều à? Cô thấy gia chủ của cô có thể gửi gắm được hả? À? Hắn mà không thích xinh đẹp á? À? Chắc cô không biết, vừa rồi Liên dụ và Tiên nữ, hai người họ. A à Đào đứng bật dậy, cao giọng hỏi Liên dụ đang cho mèo ăn bên cửa sổ. Đại nhân, chàng thấy ta đẹp không? Lưu Lăng bị tiếng kêu của A à Đào làm cho sợ hãi hắn thấy nàng rất có dũng khí còn dám hỏi một vấn đề như vậy liên dụ lúc này chính nửa nằm nửa ngồi trên cái sập nhỏ dưới gốc cây cho mèo ăn thường phục quảng đông càng thêm phần lười biếng bóng cây loang lổ dọi bóng trên mặt hắn từng góc cạnh rõ ràng nghe thấy nàng hỏi câu kia liên dụ vừa đút cho vương thủ tài miếng thịt vừa khẳng khái đáp đẹp phương uyển cười phấn khởi hất tóc lên lộ hết khuôn mặt cho hắn xem như bây giờ cũng đẹp sao Liên dụ liền nói, "A Đào, nàng vẫn nên để tóc xuống đi." Sau khi nói xong hai người đều cười ha hả, trong mắt đều là bóng dáng của nhau. Dùng mạo tại lòng người, bọn họ đều biết đâu mới là quan trọng. Lưu Lăng nhìn hai người nói qua nói lại như tên ngốc, đột nhiên có phần không lý giải được khiếu thẩm mỹ của Liên dụ. Xấu cũng thích, đẹp cũng biết thưởng thức. Hắn đảo mắt lại nhìn A Đào một lượt, hy vọng tìm được trên người nàng ưu điểm gì đó có lẽ liên dụ thích tính tình thẳng thắn của nàng ta chăng? Nhưng mà vừa mới giác ngộ chưa được chung trà, Lưu Lăng đã thấy số nha đầu đổi mặt, chống lạnh nhíu mày hét, có phải chàng lại cho vương thủ tài ăn thịt không? Liên dụ vội vàng lắc đầu. Không có. Ta thấy rồi. Không nhìn thấy được, vừa rồi nàng đâu có thấy ta cho mèo ăn đâu. A à, đào nghiêm mặt đi ra ngoài, chuẩn bị đấu khẩu với hắn. Khí thế cực kỳ hung hăng. Liên dụ thấy vương thủ tài hết sức đáng thương, phương uyển chi lại thấy liên dụ quá thương người. Lưu lăng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xem, tính tình này của a đào thật sự không cách nào chịu nổi. Đúng là phải nói, khẩu vị của liên dụ hết sức đặc biệt. Sau khi ăn trưa xong, mấy người ngồi xuống uống chung trà, vẫn như cũ, một bình trà tốt, bạch yến trầm và lưu lăng hai chén lá trà bọt. Lưu lăng cứ giả vờ giả vịt uống một ngụm nhỏ, rồi nói chả ngon nhưng mà liên dụ cũng không có kiên nhẫn để lưu lăng ở lại lâu trên núi, cho nên muốn hắn uống trà xong thì phải về. Giờ lưu lăng cũng biết cái gọi là tự xét lại, cũng biết liên dụ ghét mình là có lý, dù sao hai lần trước đều do mình và Trương Lương gây họa. Cho nên bây giờ hắn liên tục đổ tội cho Trương Lương. Trương Lương đầu óc không tốt, Trương Lương nghĩ mưu tính kế, dù sao toàn bộ đều là lỗi của Trương Lương. Hắn thông minh hơn Trương Lương, nên có tư cách ở trên này. Liên dụ cũng không phản bác hắn, chỉ nói trước khi tấn công chủ tướng luôn ở phía sau, giờ còn chưa bắt đầu cuộc chiến, chủ tướng đã chạy ra thì rất xấu mặt, ngài không quan tâm thì ta cũng không có ý kiến gì. Lưu Lăng là người coi trọng mặt mũi, nếu chuyện này truyền về kinh, nghĩ thế hắn cũng có phần dao động. Sau khi Liên Dụ và Phương Uyển Chi đi, hắn và Bạch Yến trầm mắt to trừng mắt nhỏ ở lại uống trà. Lưu Lăng thấy Bạch Yến trầm khúm núm như vậy thì hỏi lại, này người nói lúc đánh nhau chủ tướng đều xuất hiện sau cùng phải không sau khi hỏi xong còn chập chập hai tiếng hỏi ngươi cũng vô ích ngươi đã đi chiến trường bao giờ đâu bạch yến trầm vâng lời gật đầu ấp úng như có lời muốn nói lưu lang bực bội đập bàn hai cái có rắm thì phóng đi bạch yến trầm liền thả mà đúng là thả một cái rắm thôi đến mức hai người không muốn ở lại trong phòng nữa Trước khi ra cửa Bạch Yến trầm nhìn hậu viện rồi nhỏ giọng nói: "Vương gia, chúng ta nên trở về đi, nhưng mà trước khi về hạ quan cũng muốn xem quỷ mà liên các lão bắt được." Hạ quan lớn như vậy nhưng còn chưa thấy quỷ bao giờ. "Thượng thư đại nhân, biến." Tô Áng. Chương 47: Muốn gặp quỷ. Bạch Yến trầm nói chưa từng gặp quỷ, Lưu Lăng nghe xong liền trở nên tỉnh táo. Câu nói này đúng là đã đánh thức hắn đúng rồi, hắn còn chưa thấy quỷ mà, cứ ngơ ngơ xuống núi thì có gì mà khoác lác với Trương Lương đây. Chỉ là liên dụ nói, con quỷ này giờ không thể nhìn thấy ánh sáng, nếu để nó thấy ánh sáng sẽ biến mất, vậy giờ không xem được rồi. Lưu Lăng trần trừ. Bạch Yến trầm nói, vậy không bằng sau này chúng ta đến xem, chuẩn bị về thôi. Lưu Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy rất kinh ngạc, lúc trước không phải ngươi rất sợ quỷ à, giờ sao lại tỉnh táo thế? bạch yến trầm xoa xoa đôi bàn tay thẹn thùng nhìn mũi hài của mình hạ quan bây giờ vẫn sợ nhưng lại thấy hiếu kỳ dù sao cũng chỉ nhìn một chút thôi nhưng mà không nhìn cũng được nhìn xong có khi lại ngủ không yên lưu lang lười nghe hắn lầm bầm lầu bầu một mình tự nhiên lại thấy hào hứng muốn nhìn quỷ hắn nhìn ra ngoài viện rồi nói lớn liên dụ bản vương xuống núi cũng được thôi nhưng sắc trời hôm nay cũng tối rồi ta ở trong viện của ngươi một đêm một đêm thôi không nhiều đâu, không lẽ ngươi không giữ được à? Chỉ cần một đêm thôi, hắn không tin mình không nhìn thấy con quỷ kia. Liên dụ không cho nhìn thì hắn tự đi tìm. Liêu lăng cảm thấy mình không hề ngốc, đầu óc vẫn có thể dùng được. Nhưng mà hắn nói việc hắn, liên dụ đâu có ý muốn giữ khách, liêu lăng nói sắc trời tối rồi, xuống núi thì không hay, hắn bảo bì bì lấy ngựa tốt tới, một khắc cũng không muốn giữ, chỉ muốn đuổi đi ngay lập tức. Lưu Lăng tự nhận mình cơ chí, hắn ép mình đi thì mình rửa chân. Thế là Lưu Lăng bảo Bạch Yến trầm tới phòng bếp múc cho hắn thùng nước lớn để ngâm chân. Ngâm xong rồi nằm ngủ, mệt chết đi được, thế mà mặt trời vẫn còn chưa xuống núi. Lưu Lăng thấy mình mà không đi thì quá không biết xấu hổ, nêu kéo Bạch Yến trầm cùng nhau ngâm chân, ngâm mãi cho tới khi mặt trời xuống núi mới lạch bạch ra khỏi phòng. Liên dụ đứng cạnh cửa sổ nhìn hắn một lúc rồi không nói gì, xoay người đi cùng Phương Uyển Chi tới xem mèo. Lúc nửa đêm, bên ngoài phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoài thôn có người gõ ba cái, nhắc nhở cẩn thận dễ cháy. Lưu Lăng ngồi trong phòng ngáp liên tục, thấy đèn ở nhà chính đã tắt liền vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh, chùm một tấm vải trắng rồi nhẹ nhàng đi ra. Bạch Yến trầm cũng đi theo sau lưng mình, đi được một lúc hắn lại thấy mình ngu. Làm gì có ai hơn nửa đêm còn chùm vải trắng ra ngoài không? Nhưng mà Lưu Lăng nghĩ, buổi tối đi ra cũng phải che mặt, hắc y đại hiệp đều rất đẹp trai. Chúng ta hiếm khi được làm một việc như vậy, không cần quá sợ hãi. Hắn không tìm được vải đen, cho nên lấy vải trắng dùng tạm. Đi xuyên qua hành lang, Lưu Lăng thấy tòa nhà này lớn quá, lại không đốt đèn lồng, bốn phía tối tăm không biết nơi nào mới là nơi nhốt quỷ. Hắn lại khá béo, mới đi được một vòng đã thấy mệt, bèn đặt mông ngồi xuống hòn non bộ không đi nữa đưa tay vuốt mồ hôi trên trán hắn nói với bạch yến trầm không đi nữa ta phải về nghỉ ngơi đây tìm không mục đích như vậy khi nào mới ra hai ta trở về đi trên người bạch yến trầm lại không có chút mồ hôi nào lưu lăng nói không đi hắn cũng đàng hoàng ngồi bên cạnh trong tay không biết từ khi nào cầm mấy khối gỗ nhỏ gạch gạch trên mặt đất lưu lăng thấy hắn ta như đang thì thầm gì đó nghe không rõ trên mặt cũng là vẻ nghiêm túc hiếm có hắn càng thêm nghi ngờ đi vài bước tới bên cạnh này người lấy mấy vật này làm gì bạch yến trầm không trả lời phải nhắc lại một lần nữa hắn mới ngẩng đầu lên trên mặt trở về bộ dạng ngốc nghếch ngơ ngác hắn nói với lưu lăng đây là đồ mấy tiểu hài từ hay chơi thôi lão gia nhà hạ quan hay nói cái này có ở trong núi nếu viết phương hướng ra rồi quay miếng gỗ này có thể chỉ đúng lưu lăng nghe xong thì vỗ tay một cái a à, còn tưởng là cái gì cái này lúc nhỏ bản vương có chơi rồi, chúng ta còn nói là, hai chúng ta cùng phân xử, nói đến nói đi đều tại ngươi, ai thúi, đánh người đó, cuối cùng chữ nhi rơi xuống người nào. Nói xong hắn cầm lấy phiến gỗ trong tay bạch yến trầm, hoang mang, chúng ta cần ba miếng là nhiều lắm rồi, ngươi cầm nhiều thế. Bạch yến trầm chỉ làm không đáp, trên mặt vẫn là nụ cười nịnh nọt, giống như ngại lắm. lưu lăng cũng không nói gì thêm, trông thấy hắn đưa tay chỉ hướng, liền đi tới phương hướng đó tìm kiếm, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Bạch Yến Trầm. Lúc này đây, vẻ mặt hắn hoàn toàn khác với lúc nhát gan sợ sệt, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh trăng, như che giấu một điều gì đó. Quả nhiên, hai người tìm kiếm ở hướng đó một lúc thì thấy nơi bắt quỷ. Lưu Lăng vỗ bảy vai Bạch Yến Trầm một cái. Hắn nói, được lắm lão Bạch, ngày thường thấy ngươi như phế vật, lúc mấu chốt lại có ích hơn trương lương nhiều. Viện này lớn như vậy, nếu không nhờ ngươi lấy mấy miếng gỗ đó ra thì trời có sáng chưa chắc chúng ta đã tìm ra đâu. Bạch Yến trầm cười vô cùng khiêm tốn. Vương gia quá khen, hạ quan cũng chỉ đánh bậy thôi. Mới rồi ngài cũng thấy đó, cứ làm lung tung, có khi là vì ngài ở bên, hạ quan dính chút long khí nên mới tìm được đó. Tên lưu lang ngốc này ngày thường rất thích nghe khen. Bạch Yến trầm khen hắn, hắn cũng cảm thấy nhờ mình mới tìm được nơi này hai người bước vào sân, lưu lăng nhìn mấy trung vải bên miệng giếng hơi lo sợ. tòa nhà liên rủ thuê rất lớn, khắp trong sân đều có cây to, đứng ở đâu cũng thấy bầu trời dày đặc âm khí. giờ lại là nửa đêm, bên các vạo lớn như có một làn khói quỷ. nhìn lại miệng giếng trơ trọi càng khiến người ta sợ hãi. hắn lùi về sau hai bước, sau đó đưa tay đầy bạch yến trầm từ phía sau lên, cũng không chịu thừa nhận là do mình sợ hãi, chỉ nói ngươi sang đó vén lên nhìn thử, cái gần chúng ta nhất đó. Bản vương không muốn chạm vào mấy thứ đồ bẩn này. Lúc đầu Bạch Yến trầm cũng sợ, liên tục trốn tránh không chịu tiến lên, cuối cùng Lưu Lăng nổi giận, hắn đành phải bất đắc dĩ. Cái vạc lớn giữ quỷ là loại người dân dùng để ướp sau, bên dưới rất nhỏ, phần giữa thì như cái bụng bự, giống một nam nhân béo. Miệng vải được quấn bằng vải trắng, dán một vài ký hiệu loạn xị, chữ thì như gà bới, không cần nghĩ cũng biết là từ tay của liên đại nhân bạch yến trầm nhìn một lúc cảm giác thứ bên trong vẫn còn hô hấp ống tay áo phủ xuống hắn lấy một ngân châm từ trong túi ra lưu lăng không biết bạch yến trầm đang làm gì nhìn cái bóng lưng kia hồi lâu thì thúc giục này sao ngươi còn chưa vén lên ngươi có thấy tả khí quanh đây không hả vén nhanh lên rồi đi cái chỗ quỷ quái này lưu lăng thấy bạch yến trầm gật đầu nhẹ bởi vì bóng cây che xuống thấy hắn vén tấm vải ra thì mình cũng bước lại gần. Hắn phải nhìn tận mặt, thấy rõ ràng rồi mới về kể cho Trương Lương được. Nhưng không ngờ Bạch Yến trầm lại quay phát người lại. lưu lăng cảm giác có một ánh sáng bạc vụt lên trước mắt, vọt tới sau gáy mình. Chỉ là còn chưa tới gần, xung quanh đã bừng sáng lên. Không biết từ lúc nào liên dụ đã đốt đèn lồng ngáp liên tục giữa người bên sân, cả người vô cùng lười biếng, bên cạnh là bì bì và a đào. Ai cũng đốt đèn lồng, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ. Bạch Yến trầm như xoay người muốn chạy, nói là bị hù, con quỷ bên trong rất đáng sợ, ngã xuống bên cạnh Lưu Lăng. Giờ Lưu Lăng không có thời gian nhìn quỷ nữa, bởi vì liên dụ đã nhấc đèn lồng đi tới. Hắn ngồi xổm xuống, dùng đèn lồng chiếu Bạch Yến trầm. Ừ, bộ dạng không chút huyết sắc, hắn nhìn vải miệng đã mở ra một lúc rồi đậy lại, cười nói với hai người, sắc trời không còn sớm, hai người không ngủ à ở hoa quả thôn lưu lăng vẫn phải dựa vào liên dụ hôm nay không chịu nghe lời của hắn tự mình mò đi xem quỷ cho nên cũng lo hắn sẽ giận giờ nhìn thấy hắn mỉm cười trong lòng càng sợ hơn lưu lăng nghĩ thôi có gì mai hỏi bạch yến trầm cũng được cho nên vội gật đầu ừ nên ngủ rồi bản vương đi nhà xí thôi mơ màng nên đi tới nơi này viện của ngươi thật rộng quá bạch yến trầm cũng hùa theo đúng là rộng quá thưởng thức của Liên Đại Nhân từ trước đến nay đều không tầm thường. Liên Dụ rất thản nhiên nhận lấy những thứ khen này, hắn đưa tay thay Bạch Yến trầm sửa sang lại vạt áo lộn xộn, rồi nói. Xưa này có một loại trùng cổ độc có thể mê hoặc tâm trí người ta, người kia không chết mà cứng lại. Ngân Hạnh Hương là tên của một loài hoa, được dùng làm thuốc, rất ít người biết đó là cây có thể thao túng tâm trí con người. Bạch Yến Trầm vô cùng kinh ngạc lắc đầu, hoang mang nói với Liên Dụ đại nhân ngài nói cái này hạ quan nghe không hiểu chút nào liên dụ cúi đầu nhìn cây đèn cầy trong lồng đèn cười mà như không nói không hiểu sao thực ra ta cũng không hiểu nói xong cũng không nhìn hắn nữa liên dụ quay người quảng áo choàng lên người phương uyển chi rồi đi đêm lạnh rồi mọi người nghỉ ngơi đi nếu vương gia đã thích tòa nhà này thì ở lâu thêm mấy ngày cũng được thượng thư đại nhân biến tô áng chương 48, chàng đi ngủ đi. Đầu hôm lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng Lưu Lăng và Bạch Yến Trầm cũng ngoan ngoãn trở về phòng không dám hé răng nửa lời. Liên Dụ và Phương Uyển Chi cũng trở về phòng, vốn mặt mày có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng mà gió thổi một hồi cũng trở nên có tinh thần. Phòng ngủ chính hết sức rộng rãi, giường cùng sập nhỏ cách nhau một tấm bình phong. Liên Dụ cảm thấy tấm bình phong này vô cùng chướng mắt, hắn cầm cây dao nhỏ khoét một lỗ thùng trên đó, Phương Uyển Chi nhìn thấy thì trường mắt khiển trách hắn, sao chàng cứ thích đục lỗ bình phong thế. Liên dụ không lên tiếng, tiếp tục ngồi khoét. Đó không phải là thích, mà hắn muốn nhìn Phương Uyển Chi. Cuối cùng, một tấm bình phong xinh đẹp bị hắn khoét ra hai lỗ, vừa vặn nghiêng đầu là nhìn thấy Phương Uyển Chi bên kia. Lúc đó, Phương Đại Cô Nương đang khoác chăn ngồi trên chắc ăn điểm tâm. Liên dụ thấy thì cũng muốn ăn. Phương Uyển Chi liền vẫy vẫy tay, gọi hắn tới ăn cùng. Liên dụ hầu như không thích tất cả các đồ ngọt, hắn thích ăn món kho mặn hơn. Hắn cũng biết Phương Uyển Chi không thích, nhưng hôm nay nàng lại ăn cực kỳ hăng say. Bánh quế có mùi đường rất nồng, liên dụ cắn nửa cái thì không chịu ăn nữa, nghiêng đầu nhìn Phương Uyển Chi vẫn ăn từng miếng từng miếng một, hắn không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái nàng ăn ngon hơn của ta à? Phương Đại cô nương bật cười, đưa nửa miếng bánh còn dư vào miệng hắn. Chàng thấy sao? liên dụ nhíu lông mày nhai nhai, vẫn ngọt ngấy. Hắn lấy tách trà trên bàn xúc miệng rồi quay về giường ngồi. Phương Uyển Chi vẫn ngồi ăn tiếp, cái miệng nhỏ dính đầy vụn bánh. Kể từ sau khi ở cùng liên dụ, nàng rất ít khi bộc lộ vẻ ngượng ngùng của cô nương, khi hai người ở bên nhau thì vẫn làm theo tính cách của mình, nhưng giờ nàng lại ngồi tĩnh tọa như niệm kinh, vô cùng ngay ngắn. Liên dụ quan sát nàng thật kỹ, thấy sắc mặt nàng tái nhợt hơn trước, vẻ mặt cũng không tốt, hắn vội đưa tay tìm mạch đập của nàng. Phương Nguyễn chi thấy hắn trần rất nghiêm túc thì không ăn nữa, một tay chỉ chỉ cái cầm của hắn. Chàng có thể bắt mạch à? Liên dụ mờ mịt lắc đầu. Không biết. Vậy sao chàng cầm cẩn thận thế? Ta cứ nghĩ cẩn thận thì sẽ bắt được. Đối với sự tự kỳ của liên các lão, đa số thời gian phương đại cô nương đều dễ dàng tha thứ. Nàng đưa tay vỗ vỗ lên cổ tay của hắn để hắn buông ra thì nghe liên dụ nói. Phương Uyển Chi, có phải nàng bị bệnh không? Vẻ mặt hết sức ân cần, khiến cho nàng không cách nào trách hắn được. Liên dụ hình như rất thích dùng từ này, ví dụ như ai đó đầu óc bị bệnh, ai đó mặt bị bệnh, đương nhiên, câu hắn nói nhiều nhất là Phương Uyển Chi có phải nàng bị bệnh không? Có vẻ như hắn đang lo nàng bị ốm thật, bởi vì thời tiết nhạn nam không tốt, trong thôn lại có nhiều thứ bẩn. Hắn quan tâm nàng, nên mới lo như vậy nhưng mà hôm nay đúng là nàng bệnh thật phương uyển chi cười bất đắc dĩ là không thoải mái chút thôi nhưng mà không có gì lớn cả nghỉ ngơi một lát là được rồi mấy ngày quỳ thủy đến nữ từ nào cũng sẽ mệt hôm nay nàng lại mới đi ra ngoài gió lạnh thổi nên thấy đầu óc choáng váng ăn mấy miếng bánh ngọt xong thì đỡ hơn nhiều liên dụ nghe nàng nói muốn nghỉ thì xếp gối đầu lại nhưng vẫn không chịu đi cứ thế ngồi ở đầu giường nhìn nàng chăm chú không thoải mái chỗ nào. Đôi mắt của liên dụ vốn rất sáng, dưới ánh nến leo lắt lại càng lấp lánh hơn, như một hồ nước trong veo. Phương đại cô nương bị hắn nhìn đến ngượng, bèn đưa tay đẩy người kia một cái. Thôi, chàng về ngủ đi, ta không sao. Liên dụ vẫn không nhúc nhích, cuối cùng Phương Uyển Chi cũng không còn cách nào. Nàng bực bội kéo chăn trùm lên đầu, chịu một nói. Nguyệt sự của ta đến, cái chàng ngốc này. Thoát cái, Khuôn mặt của Liên đại nhân đỏ bừng. Phương đại cô nương trong chăn không nghe thấy động tĩnh gì, xem chừng người này hẳn là đã hiểu. Nàng ngẫm nghĩ một lát lại thấy đáng nhẽ hắn không nên hiểu chuyện này chứ, vội kéo chăn ra, nhìn Liên dụ đang bẻ một miếng bánh quế đút cho mình. Lúc Nguyệt Sự đến, Phương Uyển Chi lại rất thích ăn đồ ngọt, hắn đưa liền há miệng ăn thêm, vừa ăn vừa hỏi, sao chàng lại biết Nguyệt Sự? Không phải là không biết xem mạch sao? chuyện như thế này mấy tiểu nha đầu đâu có thể nói cho hắn biết được. Đây là suy đoán của nữ nhân. Liên dụ nhìn Phương Uyển Chi tức tối thì lại bẻ một miếng to hơn nhét vào miệng nàng, nhướng mày nói. Sao ta lại không biết được, ta cũng có nương mà. Đương nhiên, đó cũng là do lúc nguyệt sự đến, nương của Liên dụ thường hay tâm huyết dâng chào chỉ dạy cho hắn thế nào là nguyệt sự. Đó là việc mà thời điểm đó mẹ hắn rất hay làm, không ngoan ngoãn như Phương Uyển Chi, cho nên liên dụ mới hiểu chuyện này. Mà cũng chỉ hiểu đến mức độ, mấy ngày này nữ nhân sẽ rồi loạn tỳ khí, thể cốt không tốt, nhưng lại không biết phải chăm sóc thế nào. Phương Đại cô nương nghe xong thì lại chui vào chăn, cảm thấy như mình đang cố tình gây sự vậy. Chỉ lộ ra đôi mắt nhìn người kia, thôi mà, chàng về ngủ đi. Liên dụ rất biết nghe lời nằm xuống kế bên nàng, cách một tấm chăn to ôm lấy nàng vào lòng, không phải vì sập nhỏ lạnh, mà chỉ là muốn ôm nàng hôm nay phương uyển chi biết liên dụ vô lại tới mức nào cũng biết hôm nay mình không tiện cho nên chỉ có thể cảnh cáo không được động tay động chân liên dụ rất thông minh không hề lên tiếng trời bên ngoài giờ đã giáng sương từ trước tới nay phương uyển chi ngủ rất có quy luật lúc này nàng đã buồn ngủ không chịu nổi trong lúc mơ hồ nàng cảm giác chăn bị vén lên một góc liên dụ chui vào bên trong chỉ là nàng lại lười không muốn động Liên dụ hôm nay có vẻ không thành thật, hắn vừa ôm nàng vào lòng, vừa đưa tay đặt lên bụng nàng. Phương Uyển chi xê dịch, như muốn đứng lên dậy dỗ hắn, nhưng mà hắn chỉ đặt yên ở đó, hơi nóng không ngừng lan từ lòng bàn tay, làm khó chịu giảm đi không ít. Phương Đại cô nương đành bất động, cả người từ từ buông lòng, ấm áp làm ồ trong vòng ôm của Liên dụ, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Không biết vì sao, lúc nào nàng cũng thấy tin tưởng nam nhân này, có lẽ là vì tình cảm, cũng có lẽ vì hắn quan tâm. Tóm lại, một liên dụ như vậy lúc nào cũng có thể khiến cho Phương Uyển Chi không hiểu hết được. Thậm chí một câu tâm tình hắn cũng chưa bao giờ nói. Nhưng nàng vẫn thấy rất vui, rất tốt, vui vẻ đến vô dục vô cầu, nàng nghĩ, cuộc sống như vậy thật tuyệt vời. Bởi vì buổi tối nghỉ muộn, khi Phương Đại cô nương tỉnh lại thì trời đã sáng. Liên dụ nằm bên cạnh cũng đã thức dậy từ sớm chăn được dém quanh, có lẽ vì sợ nàng lạnh. Phương Uyển Chi giật mình ngồi dậy, nghĩ hẳn liên dụ còn chưa ăn, cho nên vội mặc xiêm y ra ngoài. Cửa phòng cũng cùng lúc mở ra. Liên dụ mặc một trường bào gấm màu tím nhạt, eo buộc đai vân văn ngọc đái, cách mặc đồ cực kỳ tùy ý nhưng vẫn đủ tuấn lãng quý khí mười phần, trong tay bưng một cái chén sứ màu trắng, vừa dùng muỗng đảo vừa bưng vào. Hắn thấy nàng đứng dậy thì đi thẳng tới đặt lên chác ở phòng trong, rồi xoay người bưng thau nước ấm trên giá gỗ tới phương uyển chi liền đi rửa mặt dùng nước muối xúc miệng rồi đi sang mái tóc dài của nàng chưa buộc lên xóa mềm mại qua một bên càng khiến cho nàng thêm dịu dàng khéo léo nàng nhìn trong chén một cái là cháo táo đỏ hẳn là đã hầm rất lâu hương nồng vị ngọt phương uyển chi biết rõ liên dụ không thể làm mấy thứ này đối với chuyện trong bếp người này vẫn dừng lại ở trình độ không đun lửa vẫn luộc được trứng gà, cho nên hỏi hắn, bì bì nấu à? Liên dụ gật gật đầu, không muốn nói cho Phương Uyển chi biết, mình cũng làm thử, suýt chút nữa đã đốt luôn cả phòng bếp. Tay nghề của bì bì trước nay vốn rất tốt, cháo đỏ thơm mềm. Phương Uyển chi hay thích ăn nóng, cái miệng nhỏ cũng trở nên đỏ rực. Nàng lại múc một thìa nữa cho vào miệng, nhưng thấy liên dụ không ăn, cho nên cũng múc một thìa đưa đến bên miệng hắn, hai cánh môi xương thành một đóa hoa hồng nhỏ. Nếm thử đi, ăn ngon lắm. Liên dụ vốn không thích đồ ngọt, cháu cũng chỉ ăn mặn, nhưng nhìn Phương Uyển Chi ăn đáng yêu như thế, hắn cũng theo ý nàng, ăn một ngụm, còn tranh thủ trộm hương. Cảm giác vị ngọt nồng đậm trên môi, không chỉ là ngon miệng thôi đâu. Hai người thân mật thắm thiết một lúc lâu, hai gò má cùng hồng ửng. Phương Đại cô nương cũng đốt cho hắn thành nghiện, hai người cứ thế ăn hết sạch một chén cháo táo đỏ lớn. Liên dụ thấy tóc Phương Uyển Chi còn xóa ra, liền sung phong nhận việc trải đầu cho nàng. Chỉ là việc này hình như gian nan hơn hắn tưởng nhiều, làm mấy lần cũng không được kiểu gì. Cuối cùng Liên đại nhân cây châm cắm lung tung lên mái tóc dài của Phương Uyển Chi, cuốn thành cái chuồng gà, hoàn toàn không lý giải nổi sao chuyện này lại có người xem là vui thú khuê phòng. Phương đại cô nương nhìn vào gương đồng nổi đóa, đuổi đánh Liên dụ một vòng, hai người đang cười đùa thì nghe bên ngoài có tiếng đập cửa rồn rập. Phương Uyển Chi nghe tiếng của cung lão ra, giọng nói vô cùng lo lắng. Hắn nói, thiên tôn có trong phòng không vậy, mời ngài ra ngoài một chuyến, hai nhà Trương Ngọc Lâm và Lưu Thành Vĩ trong thôn xuất hiện cổ trùng phá hoại rất đáng sợ, giờ một nhà trên dưới đang gặp nạn, cầu ngài đi xem một cái. Chấm, Phương Uyển Chi nghe xong thì kinh hoàng, không ngờ trong thôn lại có cổ độc. Liên dụ bắt quỷ được, bởi vì thứ đó vốn là người. Giờ cổ trùng lại xuất hiện, không biết hắn có biện pháp xử lý không. Liên dụ vẫn không chút hoang mang, như thể trong lòng đã sớm có dự liệu. Hắn thông thả sửa sang áo quần lại rồi nói với cung lão ra. Đừng hoảng sợ, chúng ta đi bây giờ. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. mươi 49, hàng đầu ta không trị được. Phương Uyển Chi từng đọc một quyển sách về các bí mật của miêu tộc, trong đó có kể những thủ đoạn cực đoan âm hiểm, bức người ta đến chết, kết cục lại vô cùng thê thảm, người dùng cổ độc cũng không được chết già. Những thứ này chỉ miêu tả sơ qua, ấy thế mà những thứ trên sách vở đã khiến nàng khó có thể chấp nhận, đến lúc nhìn thấy tận mắt nàng vẫn bị giật mình sướng sờ tại chỗ. Nơi này là phía đông của hoa quả thôn, gần bên có vài mảnh đất trống, trong viện có một cây cổ thụ lớn, nghe nói là lớn tuổi nhất trong thôn, ngày thường dù trời có nóng đến mức nào cũng không ai mang ghế tới đây hóng mát. Bởi vì họ cảm thấy cây này có linh tính, không khinh nhờn được. Nhưng lúc này ở đây hối hả những người, giống như họ sợ hãi một thứ gì đó, và chỉ có cây cổ thụ có linh khí này mới có thể xua tan sợ hãi trong lòng họ. Dưới cây chen chúc một đám người, ngay cả chỗ để chân cũng không có. Cùng lão ra chống quải trượng cao giọng hô, thiên tôn đến, mau tránh ra đám người lập tức tản ra tạo một con đường. Phương Uyển Chi nhìn sang, trên mặt bọn họ, hơn phân nửa đã bị dọa đến dại ra, phải là rất sợ, sợ đến mức không chịu nổi. Dưới bóng cây có tám nam từ mặt mày xanh mét tiêu tụy nằm ở đó, cả người run rẩy đến co rút. Gầy! Đây là cái mà Phương Uyển Chi nghĩ đến, miệng bọn họ xương lớn, ngay cả lợi cũng nhìn thấy rõ. Trên người có nhiều vết máu, là do móng tay cào phải. Đặc biệt là vị trí hỏng, máu thịt lẫn lộn có người còn thấy được cả xương phải cực kỳ khó chịu bởi vì những dấu vết đều là do họ tự gây ra cánh tay của họ bị một sợi dây buộc chặt trên móng tay mỗi người đều tản ra mùi máu tanh lăn qua lăn lại không còn chút sức lực cũng có lẽ là vì đau đến cực hạn cho nên không ai còn sức cử động nữa nếu không phải vẫn còn hô hấp ngực phập phồng có lẽ phương uyển chi đã nghĩ đó là xác chết người hoa quả thôn cũng biết Cổ độc miêu cương có nhiều chủng loại, chủ yếu là gồm hai loại lớn, sinh cổ độc và tử cổ độc. Loại thứ nhất lấy cổ trùng làm trung gian, để cổ trùng ẩn sâu trong cơ thể rồi làm cho người ta cứ thế mà chết đi. Loại thứ hai là loại cổ như bụi phấn, trộn trong thức ăn hoặc nước uống, người chịu cổ cứ suy yếu dần rồi mới chết. Người già ở nhãn Nam đều biết tới một hai loại cổ này, nhưng mặt của tám người này không phải suy yếu từ từ, cũng không phải cứ thế tắt thở mà trong một ngày này, họ trở nên gầy đi nhanh chóng. Tiếng rên gì tận cùng đau đớn, nhưng lại không cách nào phát ra khỏi cổ hỏng, chỉ có thể thờ hồn hền, hai mắt đỏ bừng khiến người nhìn sợ hết hồn hết vía. Tám nam tử này đã không khóc thành tiếng, không ai tưởng tượng được trong một ngày này, người nhà nọ lại gặp phải đại nạn như thế. Loại cổ trùng gì ghê gớm tới mức đó? Không phải là cổ độc, là hàng đầu. Giữa lúc mọi người hoảng loạn, một tiếng nói vang lên. Không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cho mọi người dần an tâm. Họ nhìn nam tử kia đưa phất trần cho đệ tử bên cạnh, đưa tay tìm được trên đầu một nam tử đang co rút một cái châm bạc. Đây là thứ mà Liên Dụ học được từ sư phụ của hắn. Nhiễu Tiêm Trầm cũng chỉ là gà mờ trong cổ độc thuật, nhưng chuyện này hắn vẫn biết. Quả nhiên, châm này vừa rút ra, người nọ không co quắp nữa, nhưng hai mắt vẫn hồng như cũ, khớp xương cũng vang lên từng tiếng rắc rắc giòn vang không thể động, vừa động là như vạn trùng phệ tâm, đau đến mức không thể cắn lưỡi tự sát. Liên dụ rút liên tiếp tám cái châm, cuối cùng cũng hóa giải một chút đau đớn của những người này. Nhưng hắn biết rõ, biện pháp này chỉ chỉ được ngọn mà không được gốc, một canh giờ nữa họ sẽ đau đến tê tâm liệt phế, sợ là khó mà trụ được. Cùng lão ra và mấy người già trong thôn rối rít tới trước mặt liên dụ, giọng cũng phát run. Thiên tôn vừa mới nói, mấy người này chúng hàng đầu, loại này còn dày vò hơn cả cổ trùng, ngài có thể phá giải không? Vài gia quyến của người bị hạ hàng đầu cũng quỳ dạp xuống chân hắn, khóc không thành tiếng. van cầu thiên tôn đại nhân, phải cứu tính mạng của bọn họ. Thực sự rất đáng thương. Hoa quả thôn không phải là huyện thành gì lớn, chi phí ăn mặc ngày thường đều dựa vào mấy thừa đất cằn trong nhà. Giờ mấy thanh niên trai tráng này không thể động đậy, cả nhà già trẻ có thể bị chết đói. Liên dụ cất mấy ngân châm kia, lắc đầu ta không chỉ được hàng đầu. Đây là lời nói thật. Thực ra hàng đầu cũng là một loại cổ độc thuật, đặc biệt trong ngũ độc hàng đầu là hung hãn nhất, cực kỳ đáng sợ. Những người này hai mắt đều đỏ ngầu, nhìn như chúng độc, nhưng giữa lòng trắng lại có cái gì đó, như là âm độc. Cái gọi là hàng đầu, người gieo xuống mới là mấu chốt. Phương pháp hóa giải chỉ có hai cách, một là người thực thi chết, hai là người đó rút cổ thuật mà cổ độc này âm hiểm ở chỗ trừ khi người thực thi rút lui nếu không nếu người đó chết toàn bộ mọi người đều phải chôn cùng nói cách khác chỉ có ai gieo nó mới có cách giải quyết dù là chết cũng không chịu xuống suối vàng một mình liên dụ vừa nói xong người trong thôn đều biến sắc trong lòng bọn họ liên dụ là một vị thần giờ thần nói không cứu được họ còn biết trông cậy vào ai giữa trưa gió thổi đung đưa nhánh cây già từng chiếc lá rơi rụng, im ắng đáp mình xuống đất. Ngõ hẻm như bị bao trùm bởi một đám mây đen, nặng nề đến mức không ai ngóc đầu lên được. Liên dụ thong thả đi về phía trước hai bước, ngồi dưới tảng cây. Không nói lời nào, cũng không hỏi chuyện gì, khuôn mặt không hề lo lắng, cũng chưa từng do dự. Thôn dân bắt đầu xôn xao, cùng lão ra chống quải trượng bước vài bước nhỏ đến hỏi hắn, vậy chúng ta cứ chờ họ chết sao? Liên dụ lắc đầu, Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Bọn họ không chết được, sẽ có người tới cứu bọn họ. Nếu không người nó cũng không sẽ tốn công tốn sức như thế. Các thôn dân nghe xong thì xì xào bất mãn, tiếng bàn tán không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Bọn họ hoán hận liên dụ không thông thái, đối mặt với những chuyện như vậy mà cứ không nóng không lạnh. Lại cảm thấy hắn không phải người trong thôn, cho nên không để ý tới bọn họ. Trong đó còn có vài người có lẽ quá tức giận, cho nên sử dụng câu từ đầy kích động. Liên dụ hờ hững. Phương Uyển Chi đứng giữa đám người, nàng không nói gì, cũng không tranh cãi thay Liên dụ. Nàng biết Liên dụ luôn là người lạnh lùng, đó không phải là không có tình cảm, chỉ là hắn đã quen dùng cách biểu đạt này. Hắn nói người này sẽ không chết thì nhất định họ sẽ không chết. Nếu như người này phải tắt thở, hắn cũng sẽ không an ủi gì, chỉ nói thẳng cho họ biết, người đó sẽ chết hắn chưa bao giờ quá mức để ý đến cái nhìn của người khác với hắn chỉ cần không chọc hắn lúc bình thường hắn cũng sẽ không đánh ai cho nên khi la bản nhi không biết đào đâu ra một cỗ kiệu phủ lụa đen vênh vang đắc ý nhảy xuống cười nhạo liên dụ vô năng hắn cảm thấy người rất đáng ghét phải một làn gió đẩy người này đi xa mình hơn la bản nhi thức không chịu được cũng tự biết mình là đánh không lại liên dụ giá người nhỏ xíu đứng dậm chân tại chỗ mắng cái gì mà thiên tôn, ngay cả điểm quan trọng của cổ độc thuật cũng không hiểu. Quỷ trong thôn bắt được thì có tính là gì, toàn làm bộ làm tịch như mình cao thâm lắm. Vùng nhãn nam này đều tin phụng cổ, người không hiểu về cổ độc thì sớm cút ra khỏi cái thôn này đi, chỉ biết bắt có vài tên tiểu quỷ. Bổn đại tiên một mình ra tay, không biết sẽ bắt được mấy chục con đâu. Từ trước đến nay ngoại trừ phương huyền chi, liên dụ không cãi nhau với bất cứ người nào, cứ mặc cái tên lùn kia tự biên tự diễn cho tới khi La Bàn Nhi lên mặt đủ rồi, hắn mới đúc cho tám người một viên đan. Trong lòng bàn tay hắn lại tung ra một thứ bột phấn gì đó, rất thơm, ngọt đến mấy người, nhưng lại sợ liên dụ thấy được, hắn xoay người lại lặng lẽ trà sát tay. Vừa ngó giáo giác liên dụ kia, thấy hắn không quan tâm mình thì lại tức giận. Là bà Nhi ho khan hai tiếng, lấy bột phấn lau lên chót mũi của mỗi người, chỉ một lát sau, mấy người kia trở nên bình thường lại, ánh mắt từ ngây dại trở nên sáng hẳn. Kỳ lạ như thể giống như có một thứ vô hình kiềm chế họ. Là bản nhi đi dạo một vòng rồi hét lớn một tiếng, khởi. Bộ dạng giả thần giả quỷ, nhưng mấy người kia quả nhiên ngồi dậy được, sắc mặt cũng chuyển biến tốt. Người dân hoa quả thôn nhiều năm bị quỷ quái hành hạ, cho nên cứ một lòng một giả tin theo. Nói dễ nghe chút chút thì là nước chảy bèo trôi, nói khó nghe thì là mù quáng. Ai có thể giúp họ họ sẽ tin, thấy tám người kia được la bàn nhi cứu, họ liền tin hắn, không còn cung kính với liên dụ như xưa nữa. Không chỉ không cung kính mà còn có phần bất mãn, như thể hắn chiếm của họ nửa phần thờ phụng vậy. Đối với những chuyện này, liên các lão hầu như không để vào mắt, thấy người đã tỉnh, hắn cũng lười ở lại đó, khi ngồi trên kiệu mới vén rèm lên, hắn nói với la bàn nhi. Hàng đầu chỉ có người gieo mới giải được, đó là người trị được hàng đầu. Chỉ một câu, không nói thêm gì nữa, cỗ kiệu được khiêng đi. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. Trường 50, ta không có tâm tư gì xấu. Hàng đầu xuất hiện, toàn bộ hoa quả thôn đều lâm vào khủng hoảng. Họ sợ cuộc sống yên tĩnh sẽ bị phá hủy một lần nữa, giống như nửa đêm tỉnh lại thấy có người đứng bên cạnh giường. So với quỷ, dường như hàng đầu khiến họ càng thần phục, bởi vì nó ở đâu cũng có, cho dù là giữa ban ngày, cũng có thể hành hạ người ta chết đi sống lại. Bọn họ vô cùng sợ hãi, ngày đêm điên đảo. Bởi vậy, thiên tôn mà họ thờ phụng nửa tháng bị giáng xuống, một lần nữa họ lại quỳ lại dưới chân người lùn la bàn nhi. Trong chuyện này, cùng lão gia tự cho là người hiểu biết, ông vẫn nhớ rõ ràng câu liên dụ nói. Hàng đầu chỉ có người gieo mới giải được, đó là người trị được hàng đầu. Cùng lão gia không hồ đồ, ông triệu tập vài vị lão nhân trong thôn cộng thêm mấy người nhà giàu đứng về phía liên dụ. Ông vẫn cảm thấy tên La Bàn Nhi có phần kỳ quặc, bây giờ nhìn lại, dù không phải 10 phần, nhưng cũng đã tin đến 7 phần. Ông không muốn để con trái đời sau bị người khác áp chế. Hoa quả thôn trong một đêm bị chia làm hai phe, cổ độc thuật và đạo môn. Thực ra họ không tin phụng thứ gì cả, chỉ cần có thể sống sót, cái gì cũng được. Bắt đầu từ ngày đó, ở hoa quả thôn vẫn bị hàng đầu hoành hành họ chạy đi mời thiêu thần tới chị, bà cũng đưa không ít, lời nịnh nọt vô số kể, ép người ta đến sức cùng lực kiệt. Tiếng khóc trong thôn càng ngày càng nhiều, mấy phụ nhân yếu đuối, nước mắt chảy cả đêm, vừa khóc vừa mắng, hận không thể giết kẻ gieo hàng đầu. Bên ngoài tiếng la hét ẩm ý vô biên, chuyện sốt ruột cứ ùn ùn kéo đến, làm Phương Uyển Chi cũng rất lo lắng. Một ngày kia, nàng đưa một bình bột phấn cho cung lão ra, là Phương thuốc Liên dụ chế, không biết có phải vớ vẩn không, nhưng đúng là ở nhà bọn họ không có chuyện gì xảy ra. Bừng mầm gỗ hoa lan vào phòng, nàng pha thêm một bình trà nhỏ. Trên giường lớn phòng ngủ, liên dụ đang làm tổ ở đó, lười biếng đọc sách. Là một quyển sổ nhỏ không dày không mỏng, bị hắn lật đến gần rách rồi. Vẫn im lặng như thế, không vui không buồn, đúng cái kiểu lạnh nhạt hàng ngày. Liên dụ ít khi biểu lộ tâm tình, chuyện đại sự cũng chưa từng rối loạn phương đại cô nương ngồi một bên nhìn đến phát ngốc không nhịn được hỏi một câu trên đó có cách hóa giải à nàng nhìn thấy trên bìa sách có nhiều chữ ký hiệu có lẽ là của sư phụ hắn truyền lại liên dụ lắc đầu lại lật một lát rồi vất bịch qua một bên hỏi phương uyển chi buổi chưa ăn cái gì thế phương uyển chi giờ khóc giờ cười liếc mắt nhìn trên mặt sách nửa trang giấy bị lật ngược chữ viết đó rất ngoáy Nhìn đã biết người đó lười như thế nào. Chữ thảo dùng bay phượng múa, viết mấy câu, trong các cổ trùng, âm độc và ngũ độc là khó khống chế nhất, dễ bị cắn lại nhất. Ta biết phương pháp phá giải nhưng dạo này lại không nhớ rõ, hình như là dùng chu sa, máu chó, những vật thuần dương để hóa giải. Ngũ độc rất nguy hiểm, loại này đại tế ti của miêu cương thường dùng trước kia, nhưng sau đó người này đã bị chặt đầu. Còn toàn ở trong chiều chắc không gặp phải mấy chuyện suối quẩy này, nếu gặp thì cứ phun nước miếng vào nó. Lúc phun đừng nói là đồ đệ của ta, mất mặt. Còn nói gì mà, à đúng rồi, nếu người bị gieo độc không cứu được, thì phải thiêu, nếu không hắn sẽ điên loạn cắn người, còn phải phí sức đi giết hắn, rất phiền. Ý trước ý sau cực kỳ lộn xộn, đột nhiên Phương Uyển Chi lại hiểu vì sao Liên Dụ lại muốn ăn cơm. Nhìn cũng vô dụng, cứ như không nhìn. Nàng lại nghĩ, liên dụ được một người như thế dạy dỗ nên người, chỉ hơi tự kỳ một chút thôi, may mà không có khuyết điểm gì quá lớn. Đương nhiên, Phương Nguyễn Chi càng tin tưởng rằng, cái kiểu tự kỳ này là do liên dụ từ khi sinh ra đã có. Bởi vì nó ngấm sâu vào tận xương tùy, mắt cao hơn đầu, sao mà dậy ra thế được. Nàng vỗ vỗ đùi của mình, ý bảo liên dụ nằm xuống, ngón tay đặt lên trên huyệt thái dương của hắn, ấn nhẹ nhàng. Đã vài đêm hắn không ngủ nghỉ, cùng lão gia cũng mua không ít chữ gà bới của hắn về dán mới đầu phương đại cô nương cứ nghĩ hắn quệt lung tung, về sau mới biết những lá bùa kia đều được ngâm nước thuốc, cổ trùng đơn giản không dám đến gần. liên dụ là người ít nói, làm nhiều mà cũng không nói một câu. hắn không mong người khác tán dương mình, không phải là không lạ gì, mà đã quen tự tán dương mình từ lâu, cho nên cũng không quan tâm người ta có tán dương mình hay không. trên cái chắp nhỏ bên giường đặt một ấm trà hoa hơi nóng bốc lên khỏi chén làm cho cả căn phòng phảng phất hương trà hiếm khi được yên tĩnh như vậy thần kinh cũng bất căng thẳng hơn nhiều nàng thấy mình quả là người có phúc hiếm có nữ tử nào lớn tuổi như vậy có thể gặp một nam nhân cùng nàng chia sẻ ấm trà có hắn ở đây nàng sẽ an tâm phương uyển chi cảm thấy rất thỏa mãn tay chuyển tới bờ vai của hắn tiếp tục xoa nắn chàng muốn ăn cái gì để ta đi làm phần còn lại để cho bì bì làm nhé nàng muốn hắn được đối xử thật tốt liên dụ híp mắt nằm trên đùi phương uyển chi cả người hết sức lười biếng thần thái giống hệt như vương thủ tài hắn nói không ăn đồ hắn nấu ta thích nàng làm ngày hôm qua món xào đó rất ngon ta muốn ăn ta cũng giúp nàng một tay nhé phương uyển chi nở nụ cười vuốt ve mái tóc dài của hắn người này đúng là rất dễ hầu hạ không kén ăn ngoan hơn vương thủ tài nhiều về phần giúp đỡ hay là thôi đi. Nàng đã từng chứng kiến uy lực của hắn rồi. Tóc đen như mun, xóa trên tay nàng, mượt mà như suối. Nàng thấy liên dụ cái gì cũng tốt cả, mặc dù nhiều lúc rất đáng ăn đòn, nhưng lại khiến người khác rất thương, rất yêu hắn. Nhịn không được nhéo nhéo chóp mũi của hắn một cái, Phương Uyển Chi nói. Được, muốn ăn thì làm cho chàng. Liên dụ gật đầu, khóe miệng lặng lẽ cong lên, dáng vẻ hết sức thoải mái, hắn thấy phương uyển chi rất chiều mình cho nên vui vẻ chết đi được người mùi hương gần trong gang tấc đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều hắn cỏ cọ trên đùi phương uyển chi một lúc rồi kéo tay nàng nắm trong lòng bàn tay sợ nàng xoa bóp nhiều sẽ mỏi Vốt ve các đốt ngón tay một lúc liên dụ ngồi dậy đưa tay cầm lấy gối đầu của mình rồi nói với phương uyển chi cơm chưa ta không muốn ăn ta hai nằm nghỉ một lát đi tỉnh dậy ăn sau Phương Đại Cô Nương coi như không nghe thấy. Cái người này, từ lần trước cùng nhau ngủ lúc nửa đêm, sau đó hắn luôn muốn dùng chung gối với nàng. Rõ là lòng lang giả thú, dù nàng đã giáo dục mấy lần, mắng thẳng vào mặt mà cứ làm vẻ cây ngay không sợ chết đứng, mạnh miệng. Ta không có tâm tư gì xấu cả. Giờ lại muốn tìm đường chết đấy. Nhưng quả thật đa số thời gian liên dụ vẫn giữ quy củ, lăn qua lăn lại tự làm mình khó chịu, thì ngoan ngoãn chạy về cái giường nhỏ của hắn thanh tâm quả dục Vừa than thở ôm vương thủ tài thì thầm, muốn về kinh ngay thôi, hai chân còn lại như ông Phật, nhìn rất đáng yêu. Làm như thế sau khi về kinh rồi sẽ có nhiều điều tốt. Cho tới bây giờ hắn chưa từng hứa hẹn gì với Phương Uyển Chi, cũng không hoa môn xảo ngữ, hai người cứ như thế, trong lòng đều xác định sẽ cùng người kia đi thật lâu thật lâu. Lúc Lưu Lăng kéo tóc Bạch Yến trầm một đường sông vào phòng ngủ chính, Phương Nguyễn Chi và Liên Dụ đang làm tổ nói chuyện, quấn quyết yêu thương, hắn nhìn mà cũng thấy cực kỳ khó chịu. Hôm nay Phương Uyển Chi không mang mặt nạ, là gương mặt xinh xắn thanh thanh tú tú, làn da trắng trẻo mịn màng, thấy họ đột nhiên xông vào thì ngẩn ra. Nhưng chỉ một lúc sau nàng vội vàng ngồi dậy, làm cho họ hai chén trà lá bọt. Cả quá trình vô cùng tự nhiên hào phóng, không hề có chút ngượng ngùng. Lưu Lăng biết rõ tiên cô và xấu nha đầu đều thích liên dụ, trong lòng dù không thích cũng không dám đoạt người. Hắn đưa tay nhận lấy ly trà, hai mắt vẫn dán trên người Phương Uyển Chi. Tại sao không thấy a đào đến hầu hạ, nước này nóng lắm, da thịt nàng lại mềm. Câu kế tiếp hắn không dám nói, bởi vì Liên Dụ liếc mắt sang nhìn hắn một cái. Lưu lăng sợ bị đánh, hai bàn tay nắm chặt, lúc này mới nhớ tới tay phải mình còn đang nắm một đống tóc, thuận tiện túm Bạch Yến trầm đến bên cạnh Liên Dụ người nói trước khi hai người chúng ta lên núi thì thôn này vẫn còn bình an vô sự nhưng sao vừa tới đã xuất hiện hàng đầu buổi tối bản vương suy nghĩ thấy tên này hết sức khả nghi người nói bản vương xuống núi hắn lại khuyên khích ta đi xem quỷ người nói xem hắn đúng là kỳ lạ phải không lưu lăng là một tên mập mạp bạch yến trầm lại gầy như cành liễu giờ bị kéo như vậy thì đau đến nghe răng nhích miệng nước mắt chảy đầy liên dụ co chân ngồi dậy nhận lấy cốc trà Phương Uyển Chi đưa tới, một tay chống cằm, hỏi Bạch Yến Trầm. Hàng đầu là ngươi hạ sao? Bạch Yến Trầm trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi trắng ra như vậy, sững một hồi lâu mới lắp bắp nói. Đại nhân minh giám, hàng đầu kia không phải do hạ quan hạ. Hạ quan làm gì có bản lãnh như thế chứ? Nói xong liền muốn khóc. Liên dụ cười khoát tay áo. Ồ, không phải thì không phải thôi nói xong thì kết thúc không có ý truy vấn tiếp người trong phòng hoàn toàn không hiểu không ai đoán được rốt cục hắn đang nghĩ gì phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn